đô la SQL bằng update đô la zip cho đến table set name bằng đô la zip name. Cái gì mà nhầm nhí gì đấy nào, đi cho nó làm. Description chấm phẩy gì nữa đây hả? Hết chưa? Bố láo, cô lệnh update là gì? Thôi xong, ăn cứt. Này làm sao đi thi được? Đi thi là sẽ phải vài, viết lại những cái câu này này. Where là gì? Oh. Đô la ID làm gì? Cột gì? Cột ID bằng đô la zip trở đến ID, làm gì có cái nào gọi là cái ID chuyển vào? Vớ va vớ vẩn. Này đúng chưa? Đúng rồi đâu mà đúng rồi. Cái chuỗi ở bao ngoài của tôi đâu? Cái string bao ngoài của tôi đâu? Hả? Như này mà. Nó phải như này mà. Đâu? Cho thêm cái này vào đây. Không thì chạy làm sao được. Xong chưa? Bên dưới không cần, bởi nó là số mà, ID người ta để là số mà. Nên nhập vào không vấn đề gì cả. Xong rồi lại copy cái này đúng không? Như này. Xong, đấy là hàm update. Hàm delete làm rồi đúng không? Rồi ok. Thế bây giờ chúng ta có cái get list này. Chúng ta vẫn là cái bài cũ nhá. Các bạn lấy code về được chưa? Vẫn là cái bài cũ, chúng ta đã lấy ra được cái get list này. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy ra cái dữ liệu ở trong cái bảng này. Đầu tiên lấy get all này, xong rồi sau đấy chúng ta sẽ có cái table. Làm đi, mở bài ra mà làm đi. Nhanh khẩn trương, tôi sẽ upcode cái hàm update lên.
Xong chưa? Rồi lượm vào trong GitHub mà copy code về thôi. Được chưa? Bây giờ chúng ta tiến hành thực hành luôn này. Thì ở đây sau nếu mà vào vào cái đường dẫn là localhost sược K31B1 sược L64 sược getlist.php thì chúng ta sẽ có cái code như này. Đầu tiên là get model bằng new get model này. Đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có thêm cái getlist bằng get model cho đến get all đúng không? Đúng chưa? Thì cái này nó sẽ trả chúng ta toàn bộ tập dữ liệu của trong cái cơ sở dữ liệu bảng category. Chúng ta tiến hành vadam ra. Vadam ra cái biến getlist này. Hình trước như hôm trước tôi lấy rồi đúng không? Rồi tôi xem lại cái localhost sược K31B1 sược L64 sược kết gạch ngang list kết gạch ngang list chấm pp đây rồi lấy hết ra này đúng chưa? Như các bạn thấy tôi lấy ra cái kiểu dữ liệu lấy ra là gì? Mảng đúng không? Trong mảng chứa gì? Trong mảng lại chứa mảng đúng không? Mỗi cái mảng này thì nó lại là kiểu dạng là mỗi cái mảng này tương đương với một dòng ở trong cơ sở dữ liệu đúng không? Đúng chưa? Tôi muốn cái dữ liệu nó trả ra này, ok đồng ý là mảng. Tuy nhiên cái dữ liệu con nằm trong này này, các phần tử con nằm trong này, nó nên là kiểu đối tượng. Bởi vì nếu mà chuyển sang kiểu đối tượng ấy, thì tôi sẽ tận dụng được thêm cái hành động của cái đối tượng đấy. Ví dụ tôi muốn chuyển đổi cái bánh pudding này, tôi chuyển cái chữ B đầu tiên thành chữ viết hoa có được không? Đúng không? Chữ cái đầu tiên thì tôi viết hoa, có được không? Thế vậy thì tôi làm nào để chuyển đổi được cái đối chuyển đổi được cái dữ liệu chuyển sang dạng đối tượng ấy, thì chúng ta ở đây đúng không? Hàm get all đây đúng không? Chúng ta thêm vào đây cho tôi một cái đoạn này như sau: pdo 2.a. fetch trừ class bằng hàm get class của cái đối tượng zip của cái đô la zip. Ép sang cái pdo fetch class này, nó là cái hằng số của đối tượng pdo, có nghĩa là nó sẽ ép kiểu dữ liệu trả ra sang một kiểu dữ liệu khác mong muốn. Còn đây là tên kiểu dữ liệu, chúng ta có thể để get class this thì nó sẽ trả ra là cái tên này này, hoặc là chúng ta bê cái tên này chúng ta vứt vào đây luôn được. Chúng ta bê cái tên này chúng ta vứt vào đây, kết quả là như nhau. Nó ép kiểu vào. Được chưa? Fetch class pdo 2.a.fetch class phẩy
tên cái đối tượng và tên cái lớp mà các bạn muốn ép kiểu sang. Xong chưa? Không ghi không chưa? Đây là tên lớp. Đây là tên lớp. Thế thôi. Xong chưa? Còn cái hàm get class này này, cái hàm get class, get trừ class này này. Đồ là gì? Cái này nó sẽ được get là gì? Lấy class là gì? Lớp, lấy cái lớp mà cái đối tượng này là thuộc về ra, đúng không? Cái zip ở đây thì nó chỉ có cái thuộc cái loại này thôi, đúng không? Thì nó không khác gì kết quả chúng ta vứt cái từ là vứt cái đoạn string category kia vào. Nhưng mà tôi viết như này thì nó sẽ là dữ liệu động. Ví dụ tôi có copy cái này sang cái lớp khác, đúng không? Cái class là product thì nó cũng chúng ta không phải thay đổi code, đúng không? Đấy là cái lợi khi mà chúng ta dùng những cái hàm dạng như này. Bây giờ chúng ta reload trang này, lại ra kia reload trang. Thấy gì? Đối tượng đúng không? Đúng chưa? Đây là đối tượng rồi thì chúng ta check đi, xem có phải đối tượng không. Đây là đối tượng không? Xong chưa? Những cái kết quả nằm trong nó là đối tượng này, object này, category này. Xong chưa? Dương không chưa? Ai bị lỗi thì phải bảo luôn nhá, mày mang lên đây tôi xử lý cho. Không là không trong kịp là chết đấy. Xong chưa Dương? Hỏi thằng Dương tôi có hỏi ông đâu. Chậm hơn thì phải bảo chậm hơn để mọi người còn chờ, không là cứ thế tôi chạy là ăn cứt luôn đấy. Hả? Cốt mới là cốt nào? Mang đây nào? Ra được kết quả thì là được, không ra được thì phải check lại xem như nào. Nó có báo lỗi gì không? Có. Lỗi gì? Đâu? Access deny user root. Thằng bệnh này. Mày làm gì có mật khẩu? À quên. Mày có muốn chết không hả? Em quên mất em có em quên. Coi em chạy ra ra. Gì đây, cái gì mà header data này ông Thánh này. Cho tôi xem nào. Ông có vào đám đâu. Chết với cậu. Một ông thì đi cóp không thèm sửa. Một ông thì cũng cóp xong rồi cũng không thèm va đâm. Đấy chạy gió. Bọn này rất thú tính luôn. Xong chưa? Ra chưa? Nhớ nhá, phải để ý nó ra phải là ra object nhá, chứ đừng có thấy nó bật ra một cái dãy tùm lum cái gì đấy mà cũng đồng ý nhá, phải để ý. Thằng Cương chưa? Cương. Được chưa? Thằng Dương không chưa? Ông Cương Dương này mệt mỏi không?
gì? Tôi thì biết tôi to lắm. Xin tách là gì? Sẽ còn học dốt tiếng Anh. Xin tách là cú pháp. Sai cú pháp. Unexpected. Là không mong muốn. End of file. Cái ký tự kết thúc file không mong muốn ở dòng số 25. Đâu dòng 25 của bài đọc. Đây, dòng 25. Cái gì đấy? Đi chép cũng không nên hồn. Và làm result. Mày đọc cái gì ở đây hả? Của đó này. Đang mình đọc ở bên kia chứ. Rồi chạy thử nào. 62. Kết liếp. Đây. Tiếp link 26. Ở cái hàm insert đâu cũ. Ta không hiểu vì sao mày bị lỗi. Thiếu cái chấm phẩy gì đấy. Thì giao 26. Đúng, tổng cầu ngoan có sai không nhỉ? Tổng cầu ngoan không sai thế nào? Bằng zipcode này, db name bằng db name cha sẽ cũng đúng sai đó đã xong ra đi kết lít dòng 26 à ở đây cơ mà. Ui giời ông phói cũng nóng quá đâu đây nó sai. Từ bây giờ thằng Nam này sẽ đứng cốt. Đến bao giờ cứ tha rồi thôi. Đứng lên. Cho bao giờ. Cho bao giờ. Mấy thằng ngồi dưới có nhìn gì không? Thế à? Thế thằng mày đổi chỗ cho thằng Thanh. Nghe. Thanh ra ngoài cho nó đứng nó cốt. Cho mình chừa những cái lỗi vớ vẩn như vậy đi. For x xong rồi bắt đầu là bố không thèm đóng. Tôi cũng nể ông luôn. Ồ, chưa biết xong thì mày phải tạm thời mày comment nó vào mày xóa nó đi chứ. Vậy là chưa biết viết từ sau nhá, chưa viết xong phải mở mồm lên bảo em chưa viết xong. Để xảy ra những cái lỗi syntax là những cái lỗi không biết sửa ở đâu, khổ lắm. Đây lỗi của em nó không vào được. Mang đây. Bắt hài đứng đúng 10 phút. Em bật sai bây giờ vào không vào luôn. Xong rồi. 10. Cái gì mà thằng của nợ này mày viết cái gì đấy? Lô cấu HT đốc làm gì? Đi vào á? Bố láo, Nguyên Nguyên. Lô cấu hốt nó đã vào trong thẳng trong thư mục HT đốc rồi mày còn vào HT đốc làm gì nữa? Thằng áo cần này. Cái gì đấy? Hả? Đây trong này mày có cái gì đâu? Đây này, mày làm sai bét cái này nhẹ rồi này.
làm cái gì đây thì cứ nói. Cái gì mà tôi vào đây trong hồ đê đúng không? Vâng. Cái gì mà tôi là thằng thất bại này? Là 31B1. Sau này không bao giờ được làm như thế này nhá. Ông viết như vậy thì ông viết là ông đang sửa colic nhỉ. Xong rồi tìm kiếm ra nó nhiều file sai hơn. Cái này nó làm cho khác tí lắm. Còn cái kia nằm ở ngoài. À cái kia, cái K31 là của học trên lớp. Còn cái hai cái dưới là khác. Cái gì nào đó? Cái mấy cái này là khác. Cái gì xăm nữa đây? Cái xăm của nó, của em đâu? Đâu? Cái nào? Đây trong thư mục này với thư mục trên lớp. Đây là thư mục này trên lớp đúng không? Rồi sao nữa? Rồi đang làm cái project, cái lesson bao nhiêu? Đấy, web về hướng nó tựa. Cái chuyện đi nhá. Không cần đi cái để lại. Ừ. Ví dụ L64 này. Được chưa? Đã. Rồi, giờ bên này viết vào đây. Bây giờ mình tạo ra một cái file mới, à một cái thư mục mới. Model. Sau đó tạo ra file kitlist đi. Check lại, chỉnh sửa lại các cái thông số này xem đúng chưa, rồi chạy lại được chưa? Hả? Mang đây chưa có object là quái gì, nó chưa sang cái này à? Hả? Nó không sang cái này à? Mình thiếu cái gì? Chưa có object là sao? Mày viết cái gì đây này? Cái category của cái... Ông viết này ông theo dõi anh chờ được. Hả? Tôi nói xa xả xả hôm trước là như thế nào? Hả? Tạo DB mới, tạo bảng mới. Ông bê luôn cái login ông dùng đúng không? Tại sao lại thế? Tôi nói không nghe thấy gì à? Tại sao lại lười tạo? Bê về, những cái lỗi như này tôi không chữa. Một mình là một kiểu, bắt thằng khác chữa hộ. Ở đâu rồi cái kiểu đấy? Có đứa nào lỗi nữa không? Thằng kia không chưa? Thằng Tâm không chưa? Rồi á? Thật không? Tiếp tục này, sau khi chúng ta lấy ra được cái tập dữ liệu kia rồi thì mỗi, chúng ta để cái này, mỗi một cái này là một dòng đúng không? Tương đương với một thẻ TR. Được chưa? Mỗi thuộc tính này, mỗi thuộc tính ở đây tương đương với một thẻ TD. Chúng ta thích lấy ra cái nào thì lấy thôi. Được chưa? Và chúng ta tiến hành for cái mảng kết quả này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Ví dụ đây là ID này. Đây là tên này. Đây là mô tả này. Đó, xong. Thì ở trong này chúng ta tiến hành nhìn nhá, nhìn cái cách tôi viết này. Để thằng Nam mà tránh cái lỗi sai của mày đi này, cái lỗi ngu si này. Đi học phải nhìn mà học đấy chứ. Gõ cái chữ for x ra.
Mày gõ đi. Sau đó là can chun cách. Gõ ra. Ra chưa? Mày có thấy mày rốt nát không? Cái này tôi làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần rồi không thể nào học được. Thế mới hay. Như này sẽ bị lỡ bị lỗi cú pháp. Xong chưa? Sau đó for x cái biến kết lít này thì copy cái chữ kết lít vứt xuống dưới. Sau đó b cái tr này vứt lên trên. Tab cho đúng là được. Được chưa? Không nhỉ? Thì bây giờ trong cái này chúng ta có lại muốn hiển thị dữ liệu ấy, echo ấy, thì lại gõ chữ echo, can chun cách, enter xuống, viết cái biến vào, value trỏ đến id, duplicate lên value trỏ đến name, value trỏ đến description. Sao mày thấy khổ chưa hả nào? Cũng biết khổ à? Đứng thêm 10 phút nữa. Xong chưa? Xong chưa? Reload trả. Xong chưa? Ra cực kỳ nhanh luôn. Bây giờ trong trường hợp chúng ta muốn chuyển cái, chúng ta muốn chuyển cái tên, các bạn để ý, cái đây là cái tên nhá. Cái tên này chúng ta muốn chuyển thành dạng capitalize chẳng hạn, hoặc là viết hết thành chữ hoa chẳng hạn. Đúng không? Thì ngoài cái việc làm bằng CSS ra, chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng cách như này. Xong chưa đã? Chúng ta vào trong này này, vào trong cái lớp ấy, bởi vì các cái dòng này nó là mỗi cái này là một cái đối tượng thuộc lớp category mà. Đúng không? Thì chúng ta có thể viết cái hàm là function upper case name. Upper case name. Thì ở đây chúng ta hoàn toàn có thể return cái hàm uppercase this trỏ đến name. Có đúng uppercase không nhỉ? Search cho tôi thử xem nào. Cái hàm nào để giúp chúng ta viết hoa chữ tất cả các ký tự ở trong PHP. str to uppercase. Str to upper, đây không?
Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Đủ thế. Xong chưa? Chưa. Làm gì mà chưa? Có ba cái dòng danh con mà mãi không xong là như nào? Dương chưa? Mày lần mò cái gì mà lâu thế? Được rồi, cái lớp này bây giờ hỏi không thèm trả lời nữa gì. Đơn giản mà. Tí tôi gọi bất kỳ một thằng nào lên đây không làm xong kịp theo tôi ấy, cho đứng như nào. Không bao giờ hỏi trả lời, thế mới hay. Khinh nhau thế là cùng. Đấy, đây là kết quả. Không xem nữa. Hỏi xong rồi. Tôi tôn trọng các ông thì tôi hỏi. Đâu có tôn trọng tôi đâu. Thế nói thôi. Tôi dạy đúng bổn phận xong là xong. Không như nào. Thôi ngồi xuống đi. Ra hết chưa? Ai lỗi không? Rồi ông B lên đây. Hỏi xong chưa thì cứ làm cái gì ấy. Undefined variable category dòng 17. Cái collection này đào đâu ra em? Biến này đào đâu ra em? Biến là phải khai báo nó, sao mới dùng cái... Đó. Rồi cái biến collection này đào đâu ra? Hay là thay bằng cái gì thì nó sẽ chạy được? Thay bằng Candice. Bê bé. Xong chưa? Tiếp tục cập nhật tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần sẽ sang một cái nữa, đó là chúng ta sẽ update sử dụng, lợi dụng cái những cái thuộc tính ở trong này. Ví dụ như kiểu là những cái hàm có hàm get all này, delete này, hàm file one này. Chúng ta sẽ lấy ra chi tiết, ví dụ như kiểu là như thế này. Tôi sẽ tạo ra một cái file. Tên file là detail.php chẳng hạn. Đúng không? Trong này thì yêu cầu chúng ta như sau. Tôi sẽ cho chúng ta cái ID bằng đô la gạch dưới get. Cái giá trị là ID. Được chưa? Yêu cầu hiển thị thông tin chi tiết của một
category. Đó, hiển thị deep kia các thứ các kiểu vậy. Dữ liệu động nha. Được chưa? Tiếp tục. Ở trong cái phần này, cái thẻ TD này này, cái thẻ nào mà hiển thị name ấy, chúng ta viết thêm cho tôi cái thẻ A vào trong đấy. Href bằng detail.pp hỏi .id bằng bằng cái gì tí tính. Sau đó chúng ta đưa cái đưa tạm thời cái pp echo value uppercase vào giữa cái thẻ A đấy. Còn detail ID thì chúng ta copy cái pp echo của cái value này, thì cái pp echo tôi sửa lại như này cho nó ngắn. Sửa lại như này cho nó ngắn thôi. Khi nào cần tiện thì chúng ta bê cái kia sang. Còn cái này tôi sẽ copy cái đoạn này. Value ID đưa vào trong này. Để giúp chúng ta sinh ra cái đường dẫn. Không nhá. Xong rồi thì chạy rồi. Thấy thế nó chuyển thành các cái đường dẫn không? Lại 1, 2, 3, 4 giống như ngày xưa làm đúng không? Bây giờ bấm vào thì nó chuyển sang trang là detail. Làm đi. Cô đi. Hiển thị cho tôi những cái giá trị tương ứng của những cái thẻ này. Của những cái category ID này. Mà thôi, đây là bài về nhà nhé. Bài về nhà nhé. Đây là bài về nhà nhé. Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm cái phần update và đi và insert. Được chưa? Tôi sẽ hướng dẫn chúng ta làm update insert. Cái bài này sẽ là bài về nhà. Được chưa nhỉ? Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái nút nữa. Ví dụ đây, ở đây chúng ta thêm một thẻ A khác là create.pp. Đây là add. Còn ở phía dưới này chúng ta sẽ có là cái một cái button a upgrade bằng update.pp phải .id bằng cái mớ này, bằng cái ID của cái value hiện tại ấy. Thì ở trong này chúng ta sẽ có update này. Và có một cái nữa là hàm delete.
remove. Đưa các nhúng các link này đẩy sang trang phù hợp, truyền giá trị ID tương ứng sang, thì dựa vào cái ID này chúng ta sẽ tương tác với cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Bây giờ chúng ta làm phần insert trước nhá. Làm phần tạo mới trước nhá. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta bấm vào tạo mới thì nó sẽ đẩy sang trang create.php đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tạo cái trang create.php ra. New file create.php này. Một PP trong này. Thì ở trong này chúng ta dễ lắm. Có một cái biến tên, tôi đã tạo ra một cái biến tên là model bằng new category này, có được không? Chưa require cho nên là sẽ không được, sẽ bị lỗi. Model sửa category chấm pp. Xong chưa? Chứ cần cái gì thì ráp cái đấy vào thôi. Đúng chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, sau khi lấy ra cái model category này rồi, chúng ta sẽ include one cái file là form.php. Thế là mới hay. Sau khi tạo model xong chúng ta lại lấy ra form. Được chưa? Rồi, tiếp tục làm, tôi làm song song luôn cả hai cái, vừa update vừa insert luôn. Update này. Cái file update.php này chúng ta có chưa?
Chưa thì tạo ra. New file, update.php. Làm giống bên kia. Đầu tiên là require one cái model này. Dược category.php. Sau đó chúng ta có cái biến model bằng get model bằng new bằng new category đóng mở ngoặc. Sau đó có một cái biến model bằng get model trở đến file one cái đô la cái dưới get id. Sau đó cũng include one cái biến cái file là form.php. Nhớ nha, cái biến model này luôn hạ ở hai file giống tên nhau. Xong chưa? Xong chưa có con rời? Rồi gì? Ok. Bây giờ chúng ta tạo tiếp ra cái file form này. Tạo phiên tiếp ra một cái file form.php. Trong này chúng ta tiến hành là vadam biến model. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra nhá. Đây create đúng không? Object của chúng ta có cái thuộc tính, có cái giá trị cho thuộc tính ID với name biết gì không? Không có đúng không? Được chưa? Không có này. Back lại. Update. Ồ, có mẹ. Update model bằng get model get id. À nhầm. Gõ nhầm, đây cái này mới đúng. Đây. Ồ. Có vấn đề này. Dữ liệu của nó là gì? Mảng trong mảng đúng chứ không phải object đúng không? Rồi bây giờ chúng ta lại phải cập nhật cái hàm file one này rồi. Cập nhật cái hàm file one này rồi. Xem vấn đề là gì. Ở đây chúng ta cũng fetch all này. Đúng không? Làm sao để lấy dữ liệu, toàn bộ dữ liệu ra chuyển thành kiểu đối tượng. Câu lệnh gì? Video 2.2. Fetch class get class đồ là gì? Đây là chuyển đối tượng rồi đúng không? Chúng ta kiểm tra if cái cao, bởi vì nó sẽ chuẩn trỏ giật giả trả chúng ta cái mạng mà if cao của cái biến result mà lớn hơn 0 thì tiến hành return cái result ở phần tử số 0
còn không thì return null. Đó, lấy ra được thì nếu mà lấy được ra thì là lấy ra phần tử đầu tiên, còn nếu mà không không có cái gì thì thôi trả về null. Xong chưa? Rồi bây giờ reload lại. Thành con dây chưa? Nhưng mà chưa cái gì đấy. Nhưng mà nó đã có cái gì đấy? ID này, name này, description đúng không? Đúng chưa? Thì ở đây, ở trong cái chứng, đây tôi giải thích lại cái logic của cái đoạn này tí nhá. Đầu tiên chúng ta đi từ get list này. Từ get list bấm vào cái tạo mới thì nó chạy sang file gì? Create này. Mà bấm vào cái update thì nó chạy sang file gì? Update.php và truyền thêm cái ID lên đúng không? Trong cái file create này, bởi vì tạo mới cho nên chúng ta không phải tìm cái gì ở trong DB cả. Chúng ta chỉ đơn giản là tạo mới cái đối tượng ra thôi. Tên là model và gọi tiếp cái hàm nội dung của hàm form.php vào đây. Được chưa? Tiếp theo ở cái file update thì chúng ta lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra. Dựa vào cái ID thì chúng ta thông qua hàm file one và tạo ra lấy ra một cái biến hứng tên là model và cũng gọi cái hàm form này ra, gọi cái form.php ra. Như này là để một giao diện phục vụ cho hai chức năng, một chức năng là tạo mới, một chức năng là cập nhật. Được chưa? Đỡ phải làm nhiều. Thì ở trong cái form này chúng ta sẽ có, làm sao không hiểu à? Rồi, đây. Dễ mà. Hai cái búa sòng của bát cơm đấy, đây bát cơm đây nhá, đúng không? Đây bát cơm nhá, hai cái búa chồng của bát cơm bún đây nhá. Ví dụ như này, đây là create, đây là update .php hỏi .id bằng 5, đúng chưa? Thì ở trong cái này nó sẽ là cái giao diện, cái form của mình. Sau này nó sẽ là cái form của mình. Sẽ có là ID, có name, sẽ có description. Đúng không? Đúng chưa? Ví dụ đi create.php. Nhưng mà yêu cầu của cái create ấy là gì? Tạo ra một cái form không chứa dữ liệu gì. Sau đó, nó là cái form chống bấm cái nút này thì tạo mới ra đúng không? Update thì lại khác, còn sao? Lại phải có dữ liệu đổ vào đây, đúng không? Nhưng mà cái form này thì tôi chỉ muốn dùng một form thôi. Bởi vì dùng nhiều form nó tạo ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiểu chưa? Thì ở trong này tôi tạo ra một, tôi có một cái biến model bằng đối tượng rộng. Được chưa? Còn ở đây tôi cũng có một cái biến model nhưng mà có bằng đối tượng gì, có ID bằng nào, được chưa? Thằng này thì nó sẽ có thuộc tính, có giá trị không thuộc tính ID, có giá trị thuộc tính name và description. Thì chúng ta phin nó vào đây thì lấy cái này bằng cái gì, đô la model trỏ đến ID, thằng này model trỏ đến name, thằng này model trỏ đến gì, description.
Hiểu chưa? Chung một form thôi. Thằng này nó không có cái thuộc tính, nó không có cái thuộc tính ID đúng không? Không có ba cái thuộc tính này thì nó trả ra là giá trị null. Đấy thì không hiển thị gì nữa, còn thằng này có hiển thị. Tôi dùng chung trong một form cho tiết kiệm được nhiều thứ. Xong chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái form HTML gì thì tùy các bạn nhé. Đây là tôi tạo ra một cái là get trừ set chẳng hạn. Method get hay post tùy các bạn, tôi thích post. Đấy. Ở trong này thì chúng ta có một cái input type bằng hidden, có name bằng ID này, có value bằng PHP echo này, của cái biến model chọn đến ID đúng không? Đúng như những gì tôi viết không? Tiếp theo br này tôi sẽ có là cái name thì nó sẽ bằng cái input type bằng text, có name bằng name, value bằng PHP echo của model chọn đến name. Cuối cùng là description. Thì cái này nó sẽ phải là text area. Text area có côn 30, row 10. Trong này nó sẽ có cái nội dung của model cho description. Và một cái button xuống dòng, một cái button là submit nữa thôi. Take area làm gì có cái thuộc tính value. Xong chưa? Dùng chung một form thôi thì nó tiện nó rất là nhiều.
Xong này đi thi người ta cũng cho sẵn ra cái khung như này, cho sẵn các cái hàm nhưng mà không có nội dung gì ở trong, thật không có nội dung gì ở trong, xong rồi bắt viết lại những cái bài thi. Hình như thế, như cho cả đấy B, không cho B cốt index được. Xong chưa? Đây, chúng ta reload trang. Thấy ra chưa? Đúng không? Create này. Ôi giời ơi, cái gì này? Nó ra cái gì đây? Tôi đố không biết đây. Category ID có bị lỗi nào? Undefined property category ID. À rồi, dễ mà. Cái này thì chúng ta phải xử lý lại rồi. Ở cái update này chúng ta cập nhật cho tôi nhá. Model trở đến ID bằng null, name cũng bằng null và description cũng bằng null, cho null hết ra nó sẽ được nha. Xong chưa? Đây, lỗi form thì ở trong cái file create này, chuyển ID, name và description gắn giá trị cho cái thuộc tính này bằng null hết. Xong chưa nào? Chạy đi chưa? Code xong là phải đưa ra mà chạy xem có lỗi gì không, kiểm tra hết lỗi đi. Xong chưa? Rồi, bây giờ xếp xuống, xếp nó đi đâu? Xếp dữ liệu nó đi đâu? Hả? Kết xếp. Có chưa? Chưa có thì tạo ra. Kết trừ xếp đúng không? Chấm .php. Ở đây chúng ta cũng require one cái file là model sược category .php. Trong này chúng ta hứng dữ liệu có cái biến là biến model luôn bằng new category. À quên, cái này xin lỗi các bạn. Chúng ta có một cái biến là biến ID bằng đô la gạch dưới cái gì? Gạch dưới cái gì? Để lấy cái ID từ cái form gửi lên. Vải cho một phát để xem form là cái gì. Port ID. Chúng ta kiểm tra if ID mà lớn hơn 0, tức là có dữ liệu đúng không, thì chúng ta sẽ có cái biến $model bằng
đây là get model bằng new category. Trong trường hợp ID lớn hơn 0 thì nó sẽ rơi vào trường hợp date, thì chúng ta biến cái biến model của chúng ta nó sẽ bằng get model trở đến file 1. Được chưa? Tiếp theo là else, tức là cái ID nó nhỏ hơn 0 đúng không? Thì chúng ta sẽ có là cái model này nó sẽ bằng new category model, new category. Sau đó chúng ta sẽ có model trở đến name bằng đô la gạch dưới port cột name, model trở đến description bằng đô la gạch dưới port description, đúng chưa? Sau đó chúng ta có if ID này lớn hơn 0 thì trường hợp này là trường hợp gì? Update đúng không? Thì chúng ta sẽ có model trở đến update, đóng mở ngoặc. Còn else tức là trường hợp tạo mới, chúng ta sẽ có model trở đến gì? Trở đến gì? Insert. Và cuối cùng là header location về index, à quên nhầm, về get trừ list.php. Xong chưa? Chạy thử nhá. Reload này. Nhét linh tinh vào. Ôi giời. Get save dòng số 5. À chưa chấm phẩy. Rồi lại. Ôi chuẩn luôn. Ơ không có mô tả không ạ? Sao ta? Sao lại không có mô tả? Update xem. Ôi, nên bằng 7 luôn mà. Thế thì bảo sao? Form này, tôi coi lại nhá. Đây, cái này bằng name. À, cái này chưa có name. Chưa có name. Take area, tôi chưa nhét name vào. Các bạn xem take area của bạn có name chưa? Có chưa? Có rồi thì tốt. Reload trang này này. Th update save được chưa, tạo mới này something được chưa,
Được chưa? Về các bạn làm tiếp cho tôi hàm detail, làm cho tôi cái detail là 1, làm cho tôi cái up remote là 2. Được chưa? Nghe chưa? Thằng kia. Buổi sau mà không làm được mày đứng tít xuống dưới kia. Hiểu chưa? Có hiểu chưa? Cái gì? Mà đây. Detail chỉ là show cái chi tiết của sản phẩm, của cái danh mục ra thôi. Nó không có form thôi. Hiển thị chi tiết thôi. Còn remove nó xóa đi. Xem gì? Xem à? Xem gì? Mày chép cho nhanh à? Ủa quá. Rồi. Gì? Để tắt sang. Set ở đây mình gạch ngang, trong này mình gạch dưới. Thế nó cũng bị thắc mắc được, giỏi thật cái thằng Đạt này. Bê về. Lưu ý này, những cái bao giờ bị cái lỗi như vậy ấy, cái lỗi kiểu dạng không tìm thấy như vậy 404 ấy, thì chỉ có đặt tên file sai rồi hoặc đường dẫn sai rồi. Chẳng còn cách nào khác. Không tìm đến file để xử lý. Chấm bằng. Ông viết sai mẹ nó hết rồi còn đâu. Đây nhỉ. Description này. Đây là hỏi chấm bằng. Đây là tương đương với PP Echo. Được chưa? Cái gì mà take area? Take area nó không có cái thuộc tính value đâu. Biết làm gì? Đây là câu lệnh Echo. Được chưa? Reload này. Bắt đầu. ID của mình. Ôi giời, mày còn không có cái ID à? Đây này. Đi cái này từ rất lâu rồi đúng không? Đây là ông chuyên gia đây này. Đây là. Đây nữa này. Ô hay. Vị thật. Đây cái code này này, cái đoạn code này này. Đây cái này này, nó tương đương với cái đoạn này. Vấn đề không? Nó tương đương nhau. Chẳng qua là cách viết nó ngắn hơn thôi. Đây này. Nhìn thấy không? Update ID 23. Thấy ra chưa? 23 nhá. 23. Ồ. Nó không chuyển ID đây này. Hai mươi 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 hai mươi
gì đấy hỏng rồi. Tại sao đến bây giờ còn sai cái lỗi này? Post viết hoài viết thừa. À, cho đến bây giờ vẫn còn sai cái đô la post viết thường. Thế mà trước mày vẫn chạy được hả Cương? Hả? À, chưa có chạy được không? Sợ thật. Cho đến bây giờ vẫn còn bị cái lỗi này kinh khủng. Đây là undefined variable kết mô đồ này. Kết mô đồ này đào lâu dài. Ông chép không mà không chép thì kịp cơ. Đây cái gì đây? Cái gì đây? Kinh thật, bọn này sợ thật. Học bên đây đến giờ thì được 2 tháng rồi. Vẫn có thằng như này. Này là cái gì? Này là cái gì? Hả? Tài năng này thì gọi là vô hạn luôn. Không bao giờ có cái này nhá. Chỉ có duy nhất cái này thôi. Không bao giờ có cái này đâu. Nên là không bao giờ được phép nhầm. Học lập trình đến bây giờ là được gần nửa năm rồi. Với cái lỗi vớ vẩn còn nhầm. Cái gì? Mày không thêm thì làm sao nó có được. Đây này. Dạo này mày càng ngày càng ngáo hả Tú, dạo này hút cần à? Nêm này nêm rồi lại bằng không. Đây mà. Đây mà. Ảo à. Đây là cái này viết sát vào đừng viết xuống dòng như này. Nó rất là xấu. Ông xuống dòng như nào nó sẽ xuống dòng y như vậy luôn. Đây. Dạo này hút nhiều quá. Hút nhầm cần phách. Hay là hút sang đã đu đủ rồi. Chết thật. Em sửa cái division nó lại nhảy lên nêm. Còn nêm chạy nào. Chạy như đúng không còn gì? Vâng, nhưng mà xếp xuống hả? Xếp xuống. Lưa là cái gì vậy? Em sao anh ngọng ngọng nói rồi ngọng cả viết đúng không ạ? Sợ chân. Đây này. Gán nó có đúng đâu mà nó trả lỗi. Đây. Được chưa? Lừa. À còn ai bị bệnh thì nó bê hết đây này. Dương không có bệnh gì á? Không thể tin được Dương mà không có lỗi. Có lỗi này. Mang đi đây. Nhưng mà là lỗi 404 là sai tin file rồi. Nó báo lỗi gì đây? To fill. To fill argument. To function category. Update. Kết xếp tầng 16. Cái xếp đấy. Đây hả? Sau update thì ông nhét cái ID vào đây làm gì? ID là ID của chính cái đối tượng đấy thì mình nhét vào đây làm gì? À. Đây là zip. Trỏ đến ID. ID cái này biết nào? Viết hoa luôn à? Trong DB mình viết được hoa hả? Đâu có Navicat đâu. Đâu.
Ồ, biến hóa thật đúng không ạ? Nói gì hình gì dạng mà. Mấy không bỏ nó ra làm đi. Được chưa? Đây đúng không? Sự con chuột này có bị ngu. Chúng ta đang ở đâu ấy? À. Hàng ghét ô nào. Gì đây? Cái gì đây? Ông làm gì nữa này? Hả? Bê đi. Gì? Làm sao? Không hiện nhỉ? Rồi làm sao để tháo sáng? Đâu rồi? Form. Cái gì? Mua đồ tai là cái gì? Hỏi em cái sao này. Update này đúng không? Update mình set null thì làm sao mà nó chả null? Cái này ở bên create chứ. Đây cơ mà. Thằng ngáo ngơ này. Cái này là SADD nha ông Thánh nhá. Đây là ADD không phải là APP đâu. Đây. Ôi giời ơi. Ôi sao nhiều thằng bị lỗi này thế nhỉ? Mày có đi chép của thằng nào vừa cầm lên không? Nào nhỉ? Nào? Ờ, nó chép bài của ông xong mà giống nhau thế. Tại sao update lại phải truyền ID vào? Cái này làm gì? Mày đi chép vào đâu ra mày không phá đi vậy? Hả? Của nợ này. Zip trò đến rồi. Đây gì mà. Ờ. Delete mình chuyển này đi về làm gì? Hả? Kế xếp xong rồi, thế là thôi à? Ôi, còn không thèm một location. Ôi giời ơi. Cái nào này. Cái gì đấy? Định chuyển về một chỗ thông nhau à? Hả? Đấy. 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 Ờ. Mày có chuyển này đi lên không? Sao có biết cần gì?
Sau bây giờ lại vẫn là kết set. Xuống đứng cạnh thằng Tú cho đến bao giờ về thì thôi. Không được ngồi. Đấy, không được ngồi. Đấy, cho về ở với nhau. Sướng nhá. Tú chỉ nó cái lỗi đấy. Sai này em sửa rồi nó vẫn lỗi. Cái gì? Mày làm gì có cái hàm upper cây nền này? Đây là cái cuối cùng. Gì đấy ông làm gì này ông Thánh này? Chị sẵn ra em để là Interzer chứ không phải anh. Thêm cái này vào đây gì? Tiếp tiếp vào cái model chuẩn nhất ôi. Đây này, ông chép kiểu làm cái đôn đâu. Đây này, không biết em không?
Tao. Xong chưa anh em? Vẫn chưa xong. Undefined index ID này đúng không? Rồi sẽ có ID nhỉ? Name quốc gia. Đó, hết chưa? Biết mày lỗi gì sao? Giải thích cho nha. Xong rồi chúng đẩy 50 cái. Nhá, đây này. Lỗi cực kỳ dễ. Đây, hôm nay ông bấm F. Đúng không? Sau nó sinh ra cái giao diện. Ông submit lên cái file là kết xếp không có đuôi .php. Sau đó ông vào trong cái file kết xếp .php kia. Có nghe ông thấy sai ấy, tôi bảo là tôi thấy là ông thấy không có không sai sai file đúng không? Sau ông sửa lại cái đường dẫn này, ông thêm cái chấm .php và ông bấm enter, đúng không? Có đúng không? Đó. Sau đấy thì sao? Vì sao lỗi? Do ông bấm vào đây ông enter xuống, trình duyệt nó gửi lên server là request dạng get, nó không gửi thông qua form. Đúng chưa? Do đó nó sẽ bị cái lỗi vừa rồi. Cái lỗi này này, cái lỗi mà không tìm thấy cái, đúng nhỉ? Không tìm thấy cái có không có cái này. Được chưa? Bây giờ ấy, làm ấy, sửa trong kia thì phải bấm lại vào đây để cho nó sinh cái form mới ra. Được chưa? Sinh cái form mới ra thì nhận dữ liệu từ cái form này gửi lên nó đô la giả POT thì mới lấy được dữ liệu. Đây này. Rồi tiếp theo lỗi khác là lỗi undefined method category insert. Thì sao? Mày chưa biết hàm insert à? Tại sao đến bây giờ cũng chưa biết? Có sẵn rồi lấy lúc nào? Có sẵn rồi lấy lúc nào cũng được á? Tại sao bây giờ chưa có vậy? Nào, tống đi. Tú lên đếm cho nó. Giảm lên. Ông mà đếm sót cái nào tôi bắt ông chống bù cái đấy. Không update được.